Hãy khởi đầu ngày mới với Gillette Vector, công nghệ tiên tiến với lưỡi dao kép giúp cạo sát hơn và sạch hơn. Bên cạnh đó, thanh bôi trơn mới của Vector sẽ bảo vệ da mặt bạn. Hãy khởi đầu ngày mới theo cách của bạn. Dao cạo râu Gillette Vector mới.